Xin chào mọi người, tôi là Trần Kiến Nhân. Biến chủng Omicron lan rộng nhưng có tỷ lệ trở nặng và gây tử vong thấp hơn. Omicron có sức lây nhiễm cao nhưng đa số người nhiễm bệnh đều là triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Đây là nguy cơ nhưng cũng là sự thay đổi tốt. Hiện tại chúng ta cần có tỷ lệ bao phủ vaccine cao hơn nữa mới có thể chiến thắng virus. Tiêm đủ 3 liều vaccine có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong đến 85%. Nhóm người có nguy cơ cao còn phải tiêm thêm liều thứ tư. Chính phủ đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực y tế để đảm bảo mỗi người bệnh đều được sự chăm sóc thỏa đáng. Chỉ cần vượt qua được đợt dịch bệnh này là Đài Loan sẽ có thể từng bước nới lỏng, quay lại cuộc sống bình thường. Trong năm qua đã xảy ra nhiều thay đổi, nhưng điều không đổi chính là tính tự giác, lương thiện và sự hợp tác tương trợ lẫn nhau của người Đài Loan. Chiến thắng Omicron, chào đón cuộc sống mới, đoàn kết một lòng, chúng ta chắc chắn sẽ làm được.